Em xin kính chào quý anh chị. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tất cả quý anh chị thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ đăng ký kênh của em. Và ai chưa ủng hộ thì cho em xin một like và một đăng ký để cho em có thêm cái động lực đi quay thêm những cái lô đất đẹp để gửi tới quý anh chị. Thì hôm nay em xin gửi tới quý anh chị một cái lô đất. Một cái lô đất đất rẫy mà có mặt tiền, có thổ cư. Mặt tiền thì có 5 mét thôi, có thổ cư 400 mét. Thì cái vị trí đất mình và cách trung tâm của cái huyện rất là gần nhau luôn quý anh chị. Đây, đây cái sơ đồ của em vẽ của cái lô đất này. À, mặt tiền 5 mét nhưng mà lùi sau nó phình ra tới 11 hect mấy á. Mà thực tế là 11, 17, 14 hect bảy lắm. Tổng số là 11 hect bảy, 11 hect mấy thôi. Đây là sổ hồng này quý anh chị. Thì cái lô đất của em đang giới thiệu quý anh chị là nó là có cái nhà nữa, có 400 mét thổ cư nữa. Đây là cái con đường phía trước này quý anh chị. Con đường này con đường quốc lộ 24 nha quý anh chị. Và đây là cái bìa đỏ của căn nhà bên này. Bìa đỏ riêng nó có tổng là 5 sổ lần. Cái chỗ mà gà vịt này là căn nhà của mình, có cái đường hẻm này là đi vào đất. Thì cái căn nhà của mình thì cho người ta họ thuê để mà bán quán ăn quán đồ gì đấy. Thì cái chỗ lô đất của mình á, thì với tổng diện tích là 14 hectare 7, nhưng mà thực tế trong sổ á, cái phần có sổ là chỉ có là 11 hectare thôi. Đó, trong đó là có một cái căn nhà gà vịt, cái căn nhà đó cộng thêm 400 mét thổ cư nữa. Thì em có kiểm tra cái quy hoạch của cái lô đất mình rồi, thì tổng tất cả cái lô đất mình á, nó đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Thì có nghĩa là quý anh chị nào mà muốn làm du lịch hay là sau này có cái dự án làm du lịch thì bán cho những các nhà đầu tư lớn để họ làm phát triển du lịch, ví dụ như là vui chơi giải trí hay là dịch vụ đồ các kiểu đó, làm nhà vườn nghỉ dưỡng đồ các kiểu đó thì ok hết đó, khỏi phải đi xin dự án nữa, thì nó có sẵn rồi, phù hợp với mục đích của mình. Thì hiện tại đất của mình là đất trồng cây hàng năm khác. Đó, phía trước mặt quý anh chị có cái phần đất mà nó trống trống đó là phần đất của mình. 14 hectare nó rộng lắm quý anh chị, trên đó là có mấy hồ nước nữa. Tổng hình như 4 cái hồ nước á, trên ở trên gần phía ở trên cao đó là có một cái hồ cũng rộng lắm. Là dùng nó để tưới mắc cây mắc ca. Thì trên đất mình á là đã có tới là 4.000 cây mắc ca rồi quý anh chị. Dạ, nó 4.000 cây mắc ca rồi. Thì một số đã cho thu hoạch trái. Đó, phía trước quý anh chị là trường học, chợ búa, đây, cây xăng, rất là gần luôn. Khu dân cư đông đúc, buôn bán, tấp nập. Đó, phía trước bên kia là, phía bên này là trường học, cây mát ca đó quý anh chị. Đó, những cái cây mát ca người ta họ trồng này. Bây giờ theo em biết thì cái dự án cái trồng cây mắc ca người ta họ trồng rất là nhiều. Như xu hướng á, em thấy người ta họ mua đất để họ trồng mắc ca rất là nhiều đúng quý anh chị. Ở phía trước mình, phía đầu, phía bên kia là em đang đứng ở phía giữa này. Em đang chạy xe giữa rẫy thì đường xã thì chủ người ta họ ủi đất. Cái lô đất này như em được biết cách đây tầm khoảng 7 tháng 8 tháng gì đấy á, là cũng có một cái ông khách Đà Nẵng, ông trả 9 tỷ. Nhưng mà chủ nó không bán, chủ nó ra giá 12 tỷ. Rồi là sau này là sao không biết là không bán là mất duyên luôn. Rồi cũng có một ông nó cọc mua đồ gì đó mà không đủ tài chính, cuối cùng là trả cọc lại. Là nó đồng tới bây giờ luôn quý anh chị. Cái ông này thì cũng là kinh doanh đủ các kiểu tùm lum tà la, rồi là sổ thì cấm ngân hàng, rồi giờ như là ngân hàng người ta họ tới hàng rồi, tới kỳ hàng rồi. Là phải lo mà chạy tiền ra để mà một là lấy sổ về, hai là họ quá hàng, đảo hàng, được chứ đó em nghe nói cũng rắc rối lắm, cho nên là bắt buộc phải bán với giá rẻ để mà trả ngân hàng, không ngân hàng người ta phát mại thì coi như cũng là mất. Bán thu hồi rồi bán kiếm được cái đồng. Thì bây giờ lô đất này chủ người ta đang ra giá là 7 tỷ, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình trả 6 tỷ 8 họ vẫn bán được quý anh chị, tại vì họ cũng cần tiền đó. Đây, phía trước mặt quý anh chị này, đất trống này. Đất đây là tương đối là em đất đây tương đối là không có dốc lắm nha quý anh chị.
Em đi nhiều lô đất rồi nhưng mà em thấy đất này cũng là triền triền, với là cũng có một số bằng không dốc lắm đâu. Đó, những cái cây phía trước mặt mình là cây mắc ca đó quý vị, 4.000 cây. Dư đất trống cũng nhiều, tổng 4.000 cây mắc ca đó. Thì cái huyện Con Rẫy là cái huyện nằm giữa thành phố Kon Tum và Măng Đen. Măng Đen là cái nơi cái huyện phát triển du lịch đó quý anh chị. Bây giờ đất Măng Đen nó đắt lắm, 1 hecta tầm khoảng là 1-2 tỷ gì đó, mà em thấy đất có đắt lắm. Ừ, bây giờ thì em sẽ chạy ra tới cái trung tâm của cái huyện để cho quý anh chị thấy này. Thì từ đây mà ra trung tâm thì tầm còn 1 phút đi xe máy thôi quý anh chị. Đây cũng là buôn bán, cũng dậm dậm cái dạng như cái đầu của cái huyện á, thì buôn bán cũng tấp nập sầm uất luôn quý anh chị. Thì em chạy xe máy là tầm khoảng 1 phút rồi ra tới trung tâm huyện rồi đó. Thì nếu quý anh chị nào mua thì em sẽ cho gặp trực tiếp với chủ rồi đàm phán giá cả rồi gì đó. Dạ thì quý anh chị nếu mà cảm thấy có thiện chí mua đây, phía đây là chợ đây quý anh chị, đây chợ là phía tay phải này, chợ phía tay phải đó. Em đi chưa được 1 phút rồi đã tới rồi quý anh chị này. Qua cái cầu phía trước mặt mình là trung tâm đó quý anh chị. Thì quý anh chị nào quý anh chị nào mà ví dụ như mà thiện chí mua thì cứ alo em, rồi em sẽ gửi cái số của chủ cho quý anh chị đàm phán. Cái xã cái huyện Con Rẫy nó giá đất nó cao lắm quý vị, cái mặt tiền đó là 1 mét tầm khoảng 300-400 này, 300-400 này chứ không có rẻ đâu, 300-400 một mét ngang rồi đó. Mà cái đầu phía của mình chắc phải 200-200 một mét ngang, 5 mét là 1 tỷ một lô đó. Đây lô đây phải 1,5 tỷ 2 tỷ đó. Đây cũng gần trung, đây chuẩn bị là quay cầu, đây là trung tâm huyện, là bao gồm các cơ quan hành chính. Qua bên kia đó, phía bên kia cầu là trung tâm huyện. Bên mình cũng là chợ búa thì nó nằm bên mình. Đây, quý anh chị, rồi em xin chào quý anh chị nha. Và đây là một cái số hình ảnh của cái lô đất của mình. Đó, đây là con đường quốc lộ 24 này quý anh chị. Đó, và đây là cái bản đồ em vẽ cái lô đất của mình á. Đó, đây là cái hồ nước nằm ở ở phía dưới này. Đó, phía trước đây có cái sân này, chỗ này bằng đây cái hồ nước này, nước trong lắm quý anh chị. Đó, khu vực em lên những cái bức ảnh em chụp, đất tương đối bằng nhưng không có dốc đâu quý anh chị. Đây là những cái trái mắc ca này, chắc có một số anh quý anh chị cũng chưa biết cái trái mắc ca như thế nào. Đó, trái mắc ca là dùng để mà sô cô la đó vậy, để chế tạo ra sô cô la, chế biến ra sô cô la đó.